da dách thùng 30 đầu. Con này là đã xác minh hồ sơ, về là anh em bấm số thôi, khỏi chờ 8 tháng đến 5. Xe này là da dách thùng 30 đầu. Mình vừa xác minh hồ sơ xong. Con này thì là con đầu tiên trong cái lô thứ 3 của cửa hàng. Thú thật cho các bạn là mình cái thời gian mình chờ xác minh hồ sơ nó rất là lâu nha mọi người. Mất đến 8 tháng rồi. Còn anh em lấy xe thùng chưa xăng thì thú thật là tôi sẽ giảm lại 10 triệu cho các bạn. Còn những cái con như này là xác minh hồ sơ rồi, có nghĩa là mình phải vô xăng để cho cán bộ họ kiểm tra, họ xác minh hồ sơ, xác minh xe. Xong rồi họ sẽ ký cho mình một cái biên bản gọi là biên bản đã xác minh hồ sơ. Thì cái lúc đó các bạn về là đưa vô nhập thôi. Thì theo quy trình nhập của hai thì bây giờ thôi, thì cái đó nó mau lẹ. Còn nếu mà cái xe thùng chưa xăng thì mình vẫn có. Rồi ví dụ như giá bán của con này nhiêu các bạn cứ trừ lại 10 triệu là mình sẽ giao xe thùng chưa xăng cho các bạn. Nhưng mình sẽ nói rõ góc độ cửa hàng là khi giao xe thùng chưa xăng là giao tờ thanh lý hải quan, giao hải quan cho các bạn. Nhưng các bạn phải chờ 8 tháng đến 1 năm mới bấm số được nha. Có nghĩa là gì? Phải chờ cán bộ họ xác minh lại cái lô này có đúng là thanh lý xịn hay không. Rồi lúc đó mới họ mới cho các bạn bấm số. Thì đối với những cái xe đó thì các bạn chờ sẽ rất là lâu. Còn xe này về là anh em bấm số luôn. Còn máy thì mình chỉ nổ cái anti thôi, chứ mình không có nẹt ra nha. Nẹt ra thì sợ nó ảnh hưởng xe. Mình chỉ nổ máy cho các bạn để nói rõ một cái việc là xe này đã vô xăng để xác minh hồ sơ. Còn về chất lượng xe thùng thì mình bên cửa hàng sẽ cam kết với các bạn là 100% là xe thùng chưa chạy, chưa sử dụng. Còn cái chuyện mà anh em ngại chuyện đó cứ dẫn thợ theo coi thoải mái. Bên mình thì mua bán có sao nó vậy cho khỏe. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn thì liên hệ với mình nha.